Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh người giảng lão pháp sư Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore thời gian năm 2001 tập 43 Xin chào chư vị đồng tu chào mọi người xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ 13 Bắt đầu xem hàng thứ ba Kinh văn Ly thô ác ngữ Nhi hành thí cố Thường phú tài bảo Vô năng xâm đoạt Nhất thiết chúng hội Hoan hỷ quy y Ngôn giai tính thọ Vô vi cự giả đây là không ác khẩu không ác khẩu mà hành bố thí sẽ có được quả báo thù thắng hai câu phía trước là nói tổng quát nên không cần giảng nữa phần trước đã nói rồi tức là thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt Chúng ta xem biệt báo Nhất thiết chúng hội Hoan hỷ quy y Đây là vô cùng hiếm có Tức là khi chung sống với đại chúng Chúng hội là rất nhiều người ở chung với nhau Bạn đều được quần chúng hoan nghênh Hoan hỷ quy y Chúng ta ngày nay có thể dùng từ ngữ này Để giải thích Tức là Bạn sẽ được Đại chúng ủng hộ Hoan nghênh Ngôn dài tính thọ Bạn ở trong đại chúng Nói chuyện Phát biểu mọi người đều tin Đều có thể tiếp nhận không có chống đối không có phản đối không có cự tuyệt từ đó cho thấy đây là người lãnh đạo vô cùng được mọi người trông đợi cái phước đức này của họ từ đâu mà có vậy là từ không ác khẩu mà có chúng ta ngày nay nhìn thấy có một số lãnh tụ quả thật rất được quần chúng hoan nghênh cái quả báo này chúng ta biết họ tu thế nào mới có được có một số người thật sự có trí tuệ cũng có năng lực cũng rất nhiệt tâm muốn gì đại chúng xã hội là một chút việc nhưng mà họ chung sống với đại chúng người ta không ủng hộ họ đây là nguyên nhân gì vậy đây là vấn đề của khẩu nghiệp trong đời quá khứ ở trong khẩu nghiệp nói năng thô lỗ khiến đại chúng nghe thấy xin khó chịu cho nên mới cảm quả báo này dù cho bạn có trí tuệ nhiệt tâm vì đại chúng phục vụ nhưng mọi người kháng cự bạn cho nên phước đức viên mãn mặt nào cũng phải làm tốt thiếu một mặt cũng không được chúng ta thật sự hiểu được đạo lý của nhân quả hiểu rõ sự thật về báo ứng thì một cách tự nhiên không cần người khác khuyên bảo nhất định tu thập thiện nghiệp thập thiện nghiệp dùng vào trong ngành nghề nào cũng đều đạt được quả báo thù thắng tại sao chúng ta không nghiêm túc nỗ lực mà tu học tại sao không đem những tập khí sai lầm này của mình sửa đổi lại Thật sự sửa đổi lại được Thì bất kể thế Pháp hay Phật Pháp Thật sự là thuận bườm xuôi gió Đặc biệt ở trong Phật Pháp Phật chỉ dạy chúng ta Nên hướng về tất cả chư Phật như Lai mà học tập Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Cái khổ nạn này Nói theo nghĩa rộng Chúng sanh trong thập pháp giới Đều có khổ, đều có nạn Pháp giới Phật Ở trong mười pháp giới Vì Phật đó chưa có minh tâm kiến tánh Chưa có thoát khỏi mười pháp giới Cái này chính là tai nạn của họ đến nhất chân pháp giới mới được xem là bạn đích thực đã đến được chỗ an ổn ở trong phật pháp nói cứu cánh niết bàn cứu cánh niết bàn nói theo nghĩa rộng chính là nhất chân pháp giới ở trong kinh hoa nghiêm sơ trụ viên giáo là chứng được cứu cánh niết bàn cứu cánh viên mãn ở trong cứu cánh đó là phật quả của viên giáo sơ trụ nhị trụ là phần chứng cứu cánh trong mười pháp giới cái mà thanh văn duyên giác chứng được là thiên chân niết bàn phật ở trong mười pháp giới vẫn không phải phần chứng niết bàn Những lý và sự này Chúng ta cũng nhất định hiểu rõ Cũng cần phải sáng tỏ Những thanh văn Bồ Tát Tại sao phải tu hành Chứng quả vậy Mục đích ở đâu Mục đích chỉ có một Là gì phổ độ tất cả chúng sanh Mà tu hành mà cầu chứng quả nhất định không phải vì bản thân thập thiện nghiệp đạo là cơ sở tu hành của chúng ta là đại căn đại bản chúng ta tu hành điều quan trọng nhất là ở bước đầu tiên Nếu bước đầu làm không tốt Là không có tiền đồ rồi Bước thứ hai Bạn liền sai lầm Té ngã rồi Đem thập thiện nghiệp đạo Dùng vào trong tất cả pháp Thế suốt thế gian Ở chỗ này là dạy chúng ta Bộ kinh điển này thông cả đại tiểu thừa thông tất cả phật pháp mở đầu là dạy chúng ta đem thập thiện dùng vào trong lục ba la mật của bồ tát bố thí được tài bảo tài là phước bảo là tuệ được phước báo được trí tuệ phước báo và trí tuệ viên mãn hay không thì phải xem tế hạnh tế hạnh chính là thập thiện loại tế hạnh nào được loại quả báo nào tế hạnh không thể không tu tế hạnh không phải như người bình thường nói giới nhỏ xíu có thể bỏ giới nhỏ xíu không sao cả không nên nói như vậy nói năng thô lỗ một chút giới nhỏ xíu cái này không sao cả nhưng quả báo thì không thể tính kể bạn có thể tiếp xúc với đại chúng vui vẻ hòa nhã bạn được quả báo là đại chúng hoan hỷ quy y ủng hộ bạn lời nói của bạn người khác hoan hỷ tiếp nhận đây là quả báo có được từ trong những giới rất nhỏ chúng ta trong đời sống thường ngày trong kinh nghiệm của bản thân hoặc giả là chính bản thân mình hoặc giả chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người lãnh đạo các ngành các nghề họ đối với cán bộ của họ đối với nhân viên của họ có được sự ủng hộ chân thành của đại chúng hay không chúng ta hãy xem những quả báo này từ quả báo hiện tại chúng ta biết họ đã gieo nhân gì tạo nên phàm phu không biết không biết những nhân hạnh vi tế này đại chúng đối với bạn tốt vậy còn có thể sống nổi nếu như quần chúng cấp dưới đối với bạn có ý kiến bạn sẽ oán hận, oán trời trách người, luôn cảm thấy mình không có sai, sai đều là người khác. Cái quan niệm này, loại tư tưởng này là đặc biệt sai lầm. Đoạn này dưới đây, Ly vô nghĩa ngữ Nhi hành thí cố Thường phú tài bảo Vô năng xâm đoạt Ngôn bất hư thiết Nhân giai kính ái Năng thiện phương tiện Đoạn chư nghi hoặc Đây là không ý ngữ Ý ngữ Người thế gian chúng ta thường nói Mau mồm mau miệng Rất biết nói chuyện lời ngon tiếng ngọt nhưng mà ý đồ bất thiện lừa gạt người khác dẫn người khác đi theo hướng bất thiện những lời này nghe thì hay ai cũng thích nghe nhưng tội lỗi lớn vô cùng ý ngữ có loại hữu ý có loại vô ý loại hữu ý thì tội càng nặng hơn xem mức độ họ tổn hại xã hội là bao lớn xem thời gian ảnh hưởng tổn hại của họ là bao lâu từ đây mà kết tội nếu như mức độ ảnh hưởng rất rộng thời gian rất dài thì cái tội lỗi này thật khủng khiếp mức độ ảnh hưởng của họ không lớn thời gian rất ngắn ngủi cái tội lỗi này là rất nhỏ Nếu như nêu thí dụ với mọi người Cái thường hay thấy nhất là ca dao Phật giáo trước khi chưa truyền đến Trung Quốc Vào thời xưa Ca dao là văn hóa nguyên thủy của mỗi dân tộc dân tộc lạc hậu đi nữa cũng có họ cũng có ca khúc của họ có điệu múa của họ chúng ta hiện nay thường hay xem thấy trên truyền hình biết bao nhiêu dân tộc khác nhau trên thế giới ca vũ của họ ở trong sách cổ Trung Quốc ghi chép. Tham quan du lịch. Nhìn thấy các dân tộc này, nhìn thấy những quốc gia này, thử nghe dân dân của họ hát là hát cái gì? Nội dung của bài hát. Nội dung của điệu múa là biết sự thịnh suy của cái quốc gia này. từ đó cho thấy người thời xưa quan sát tỉ mỉ những nội dung này chúng ta ngày nay xem lại nếu như tương ưng giới thập ác nghiệp bất thiện bất thiện thì làm gì có quả báo tốt được Cái quốc gia này, cái khu vực này Chắc chắn sẽ loạn động bất an Nếu như những ca vũ này Nội dung tương ưng với thập thiện Thì xã hội này nhất định tốt Nhất định là ổn định, phùng vinh, hương dượng Vào trong gia đình người ta bạn thử xem trong gia đình những thành viên này ngôn từ mà họ nói ra sở thích của họ người trong nhà này thích nghe ca khúc gì thích xem loại giải trí nào bạn cũng biết được cái gia đình này là hưng hay suy có thể nhìn thấy được trong tiêu chuẩn của phật pháp Phạm là thuận với tánh đức thì chắc chắn là thiện chắc chắn là tốt nhân tốt quả báo nhất định tốt thật sự là nhân quả tròn đầy Nếu như nhân của nó không tốt Nếu muốn mong cầu quả báo tốt Dứt khoát không có cái đạo lý này Ngày nay trên thế giới Nước Mỹ là cường thịnh nhất Nước Mỹ cường thịnh nguyên nhân đích thực Chúng ta thử đọc lịch sử nước Mỹ Lịch sử nước Mỹ tuy chỉ có 200 năm, 100 năm trước thì tốt. Đầu thế kỷ này Thập niên 20, thập niên 30 Tôi trước đây nghe tiên sinh Phương Đông Mỹ nói Thầy đi học tại Mỹ, dạy học tại Mỹ Thầy vô cùng tôn kính người Mỹ Trên toàn thế giới Người Mỹ nói chánh nghĩa rất hiếm có, thật không dễ dàng. Thế giới các nước ở trong nước nghĩ đủ mọi cách trên giành đặc quyền, chỉ có người Mỹ có thể chủ trương chánh nghĩa vì người trong nước nói những lời công bằng. có cội nguồn lịch sử của nó tiền nhân tích đức ngày nay có thể trở thành nước đứng đầu trên thế giới tương lai còn có thể lãnh đạo thế giới hay không thì phải xem hành vi tạo tác của họ hiện nay vào một thế kỷ trước người mỹ ở toàn thế giới được người tôn kính được người tán thán hiện nay nước mỹ mạo xưng nắm quyền cảnh sát thế giới khiến cho biết bao nhiêu dân tộc khu vực bất mãn đối với người mỹ ngay cả chính phủ mỹ cũng tuyên bố người nước mỹ đi du lịch phải đặc biệt cẩn thận sợ người ta không tặc sợ người ta bắt cóc bắt bạn làm con tin tại sao lại có cái hiện tượng này vậy tại sao người mỹ đi ra không được đại chúng nhiệt liệt hoan nghênh thương yêu ủng hộ vậy là ngôn hạnh của chúng ta có tương ưng với thập thiện nghiệp đạo hay không bất luận lớn hãy xem quốc gia nhỏ hãy xem một gia đình Nghiệp nhân quả báo đều vô cùng rõ ràng. Những sự thật rõ ràng như vậy bày ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta nhìn mà không thấy, nghe mà chẳng hay, đó chính là ngu si đến cực điểm rồi. Chúng ta có thể không ý ngữ ở trong ý ngữ hiện nay điều nghiêm trọng nhất chính là kể cả người thuật kịch bạn thử xem nội dung nghệ thuật kịch hiện đại trung quốc từ xưa đến nay tiếp nhận nền giáo dục nho gia đối với những phương diện văn nghệ Nghệ thuật này tuân thủ theo nguyên tắc của Khổng lão phu tử là tư vô tà. Cái gì là tà vậy? Thập ác đều là tà. Cho nên nghệ thuật kịch cổ xưa của Trung Quốc các vị hãy quan sát thật kỹ tinh thần của đó. Nghệ thuật kịch cổ xưa tuân thủ bốn nguyên tắc đó là giáo dục xã hội chỉ dạy bá tính, điều gì vậy? Trung hiếu tiết nghĩa, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Bạn xem nội dung của nó có phải như vậy hay không? Điều này không giống với nghệ thuật của nước ngoài. Trung Quốc mấy ngàn năm nay giới văn nghệ đều tuân thủ theo nguyên tắc này kể cả nghệ thuật kịch địa phương cũng không ngoại lệ trước đây trường học không có nhiều thế này giáo dục nhà trường không phát triển quốc gia làm thế nào giáo hóa nhân dân toàn quốc vậy chỉ có nương vào ca múa nhạc kịch hoàn toàn không có đi học bao giờ không biết chữ thế nhưng họ rất biết làm người họ học được từ đâu vậy học được từ xem kịch cho nên gánh hát trước đây đi biểu diễn ở các nơi đó là giáo dục xã hội hiện nay theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật nghệ thuật kịch sân khấu dần dần bị suy tàn rồi đều biến thành phim truyền hình nhiều tập hiện nay người viết kịch bản truyền hình nhiều tập họ không tuân thủ theo nguyên tắc của khổng lão phu tử nội dung truyền hình nước ngoài thì khỏi cần phải nói nữa trước đây tiên sinh phương đông mỹ nói với quan chức bộ giáo dục đài loan đó là quan chức bộ giáo dục thịnh giáo với thầy ngày hôm đó đúng lúc tôi ở trong nhà thầy tôi nghe thấy họ nói chuyện vì quan chức này thịnh giáo với thầy phương nước mỹ hiện nay là quốc gia mạnh nhất trên thế giới thời xưa la mã là nước mạnh nhất trên thế giới la mã cũng mất nước rồi cho nên họ bèn thỉnh giáo với thầy nước mỹ tương lai mất nước nhân tố đứng đầu là gì thầy phương không hề do dự không cần suy nghĩ gì cả Trả lời ngay Lập tức liền trả lời rất dứt khoát Đó là truyền hình Nước Mỹ tương lai mất nước Nhân tố đứng đầu là truyền hình Nội dung truyền hình của nó Hoàn toàn là thập ác nghiệp Phát hình 24 giờ trẻ con người trẻ tuổi hằng ngày xem những thứ này ở nước mỹ trẻ con ấu thơ hai ba toán tuổi là mắt đã mở thật to để xem truyền hình bạn nói vậy có nguy không cho nên ngày nay nước mỹ vấn đề thanh thiếu niên nghiêm trọng như vậy họ cũng không biết cái nguyên nhân này xuất phát từ đâu xuất phát từ truyền hình hiện nay trẻ con con cái giết cha mẹ học trò giết thầy cô giết bạn học vô cùng nghiêm trọng do truyền hình tạo nên cho nên thời đó tại đài loan thầy phương cảnh báo đài loan phải cẩn thận nếu như không tiến hành phòng bị nếu đi theo vết xe đổ của người Mỹ Thì Đài Loan cũng sẽ tiêu mất toàn bộ hủy sạch Đây là thuộc về ý ngữ Cho nên quả báo không ý ngữ Ngôn bất hư thiết Quyết không có ngôn từ hư vọng Nhân giai kính thọ người khác có thể tôn kính bạn có thể tiếp nhận bản thân bạn có phương tiện thiện xảo giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn trừ nghi hoặc đây là bốn loại thiện nghiệp của miệng xin mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra trang thứ mười ba đếm ngược đến hàng thứ hai ly tham cầu tâm nhi hành thí cố thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt nhất thiết sở hữu tức dĩ tuệ xã tính giải kiên cố cụ đại uy lực đây là Điều đầu tiên Của ba ý thiện Trong thập thiện Là không tham Ly tham cầu tâm Tham cầu Là Phiền não căn bản Của tất cả chúng sanh Là nghiêm trọng nhất Ở trong tam độc sân hận. Tham không được mới sân hận, nếu tham tất cả đều có thể tham được, họ sao có thể sân hận? Cho nên xét cho cùng chính là một chữ này. Phật dạy, Bồ Tát điều đầu tiên là bố thí. Bố thí độ tham lam. Bố thí có thể xả có thể đem gốc của phiền não đoạn sạch cái gốc này không đoạn sạch thì vĩnh viễn không thể vào cửa phật cái đạo lý và sự thật này chúng ta đều phải hiểu rõ cho nên chúng ta muốn khế nhập cảnh giới của phật đà Tham lam không thể không xả. Phạm vi của tham lam vô cùng rộng. Học Phật rồi, pháp thế gian xả hết rồi lại tham Phật pháp. Tâm tham chưa có xả thì đổi đối tượng mà thôi. Có thể vào cửa Phật hay không? Vẫn không thể vào cửa Phật. Phật dạy chúng ta xả tâm tham lam, không phải dạy chúng ta đổi đối tượng. ham muốn Phật pháp quả báo vẫn là phước báo là phước báo hữu lậu trong tam giới lậu là gì vậy phiền não là lậu phiền não bạn không đoạn là hữu lậu Phật pháp là thiện pháp cho nên họ được phước có thể thành tựu phước đức của bạn chứ không liên quan gì đến công đức công đức là xã tham sân si mới gọi là công đức xã tham sân si thì tất cả thiện pháp mà bạn tu là công đức chân thật tham sân si không xã không được chúng ta quan sát tỉ mỉ người khác xoay trở lại thử nghĩ bản thân mình tự mình nhìn tật xấu của mình rất khó phát hiện cho dù phát hiện cũng không thể quan sát tỉ mỉ sơ xuất qua loa quán chiếu tỉ mỉ không dễ dàng làm được người biết tu hành không có gì khác là họ có thể nhìn thấy người khác lập tức liền soi lại chính mình loại người này tiến bộ rất nhanh thành tựu cũng lớn người ngu si chỉ nhìn thấy tật xấu của người khác không biết tật xấu của mình vĩnh viễn không ra khỏi lục đạo luân hồi khởi tâm động niệm đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu lợi ích của người khác thì đặt ở hàng thứ hai thứ ba thứ tư người giác ngộ thì đem lợi ích của người khác đặt lên hàng đầu hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích của mình đây là bồ tát người này mới có thể vào được cửa phật phạm vi của tham cầu thật là quá rộng nói tóm lại khởi tâm động niệm cái ý niệm này có gì bản thân thì trong đây liền có tham cầu cho nên tham cầu đã hàm chứa tất cả ác nghiệp. Nó là gốc rễ của tất cả ác nghiệp. Căn nguyên là ở chỗ này. Phật ở chỗ này, cái đầu tiên dạy chúng ta lìa xa lìa. Không có tâm tham cầu mà hành bố thí. Đây là chư Phật Bồ Tát làm. Một mảy may tâm tham cầu cũng không có. Niệm niệm vì chúng sanh. Nhất định không phải vì mình. Có một mảy may tâm tham cầu thưa vị các vị chắc chắn không sanh trí tuệ phiền não đoạn sạch mới sanh trí tuệ có tâm tham cầu học nhiều đi nữa nhà phật nói thế trí biện thông người này không sanh trí tuệ trí tuệ là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra ở trong tâm thanh tịnh hoàn toàn không có tham sân si mạng người cầu trí tuệ chúng ta phải biết chúng ta không xả thì tâm thanh tịnh nhất định không có được không có tâm thanh tịnh thì bạn không có tâm bình đẳng cũng không có tâm từ bi nhà phật nói những danh từ này danh từ nghe hay bạn có thể luôn tụng ở cửa miệng nhưng Cảnh giới của bạn nhất định là cảnh giới phạm phu Bạn nhất định không thể khế nhập Hay nói cách khác Bạn giúp đỡ người khác có hạn Tại sao vậy? Giúp bản thân mình còn giúp không nổi Niệm Phật cũng không thể giảng sanh Tại sao niệm Phật cũng không thể giảng sanh vậy? Ở trong Phẩm Tam Bối Giảng Sanh Mọi người các bạn đã xem Phát Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm Bạn chưa có phát Bồ Đề Tâm Ở trong tâm Bồ Đề Không có tham sân si Có một mảy may ý niệm tham sân si Là không phải tâm Bồ Đề bạn vẫn là tâm luân hồi Bạn vẫn là tâm phạm phu Tâm luân hồi Liền tạo nghiệp luân hồi Tâm luân hồi Tu tích tất cả thiện pháp Thì ở trong tam giới lục đạo Hưởng phước được phước báo đó thật sự là trên thì làm vua trời dưới thì làm người quyền quý nhân gian bạn chỉ có thể được cái quả báo này nhưng mà chúng ta huân tu trong Phật pháp lâu như vậy hiểu rõ cái, cái chân tướng sự thật này tam giới cho dù làm đến ma hê thủ la thiên dương vẫn chưa thoát khỏi luân hồi hay nói cách khác đây không phải biện pháp cứu cánh cái thù thắng của phật pháp Chính là cứu cánh viên mãn Thế nhưng Phật Đà Chỉ có thể chỉ dạy chúng ta Chứ không có cách gì tu hành thay cho chúng ta được Phật Đà Gia bị Cho chúng sanh Bảo hộ chúng sanh Chính là ở dạy học Hôm qua có đồng tu hỏi tôi Sám hối Chúng ta làm việc có lỗi Ở trước Phật Bồ Tát Chí tâm sám hối Có thể tiêu trừ nghiệp chướng hay không Tôi thành thật nói cho họ biết Không thể Đó là hình thức Bạn làm bao nhiêu việc lỗi lầm Ở trước Phật Bồ Tát Phát lộ sám hối Cũng vô ích sám hối như thế nào mới có tác dụng vậy trước đây đại sư chương gia nói cho tôi biết không tái phạm nữa vậy mới hiệu quả bạn biết lần này sai rồi ta lần sau không phạm cái lỗi lầm giống như vậy nữa đây là chân thật sám hối nhà phật nói sám hối với nhà nho nói bất nhị quá là ý nghĩa giống nhau lỗi lầm chỉ có thể có một lần không thể để lặp lại lặp lại chính là nhà phật gọi là bất thông sám hối sám hối ở trước phật bồ tát phát nguyện sám hối bản thân về sau tạo tiếp đó chẳng qua là lừa gạt phật bồ tát tội càng thêm tội. Bạn nói mà không giữ lời. Sau khi nói xong bạn vẫn phạm. Bồ Tát nặng bằng đất, bằng gỗ, bạn có nhẫn tâm đi lừa gạt họ. Bạn thử nghĩ xem cái chủ tâm của bạn là gì. Bạn làm sao có thể được Phật Bồ Tát phù hộ là việc không thể có ở trong phật pháp một mảy may mê tín cũng không có mỗi câu nói với bạn đều là lời chân thật chúng ta phải biết cho nên nhất định phải biết sửa chữa lỗi lầm vĩnh viễn không phạm lỗi giống như vậy nếu như một ngày có thể sửa lỗi lầm tương tự nghiêm túc nỗ lực sửa đổi thì ba năm người này là thánh nhân đây là sự thật không phải giả người tại sao có thể thành thánh thành hiền thành anh hùng hào kiệt vậy không có gì khác là biết sửa lỗi mà thôi sửa lỗi sửa từ trên căn bản chính là sửa từ trên tâm tham cầu đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều không tham cầu nếu bạn làm được như thế này thì tất cả pháp thế xuất thế gian bạn liền đạt được viên mãn ngoài dự tính rồi Đạt được một cách rất viên mãn Tại sao vậy? Giọng tâm của bạn hết rồi Thì chân tâm hiện tiền viên mãn thôi Tất cả Pháp thế xuất thế gian Đều là chân tâm hiện ra Tất cả Pháp thế xuất thế gian Có Pháp nào bạn không thông đạt Không có cái đạo lý này Vì vậy bạn muốn tham Bạn vĩnh viễn không tham được cái mà bạn có được rất hữu hạn Bạn vừa buông xả tham xuống Thì cái gì cũng đạt được Xả đắc Cái danh từ này là của Phật giáo Xả liền được ngay Bạn xả bao nhiêu liền được bấy nhiêu Bạn không chịu xả thì chẳng được gì Bạn có thể đem hư không pháp giới Thấy đều xả hết liền có được hư không pháp giới viên mãn ngay họ tại sao có thể thành pháp thân đại sĩ tại sao có thể chứng phật quả viên mãn không có gì khác xả được mà thôi lời của phật nói rất đơn giản rất rõ ràng rất sáng tỏ chân thật là giản đơn tường tận vấn đề là chúng ta nghe xong có biết hay không có hiểu được cái ý này hay không hai câu phía trước là nói tổng quát thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt bốn câu này dưới đây là biệt báo chuyên nói không tham mà hành bố thí nhất thiết sở hữu tất dĩ tuệ xã Xã chính là buông xả Trí tuệ đích thực Tại sao người thế gian không chịu buông xả vậy? Không có trí tuệ Vẫn cứ là tự tư tự lợi Cho nên họ không thể buông xả trí tuệ chân thật là cái có được từ tâm thanh tịnh trí tuệ mở rồi thì pháp thế xuất thế gian tất cả thông đạt viên mãn các bạn xem ảnh trần hội ức lục pháp sư đàm hư kể về pháp sư phơi đèn cày bạn thử xem vị pháp sư này không biết chữ Chưa từng đi học Làm hương đăng Ở trong tự miếu Người thành thật Thường hay bị người lừa gạt Đạo hữu đồng tu trêu chọc ông Nói với ông Thầy Hương Đăng Khoảng tháng 6 Thầy thấy mọi người đều phơi quần áo Đèn cày của thầy cũng nên đem đi phơi đi không phơi sẽ bị mốc đấy ông ngu si như vậy liền đem đèn cày hết ra ngoài sân để phơi phơi ra đều bị chảy nước hết thời khóa tối khi thắp đèn cày chỉ có thêm đèn còn sáp thì không còn nữa thầy duy na nhìn thấy rất khó chịu làm trò gì vậy họ bảo tôi đi phơi đèn cày phơi xong thì biến thành như thế này đây sau khi khóa tối xong thầy duy đa bèn đem sự việc trình báo với lão hòa thượng nói với hòa thượng không nên để ông làm hương đăng nữa lão hòa thượng thương xót ông người thành thật bèn gọi ông lên bảo ông rằng chú không nên làm hương đăng nữa chú đến chùa dục dương để lại xá lợi của phật thích ca chú một ngày lại ba ngàn lạy rất thật tà đi tu khổ hạnh ông nghe lời mỗi một ngày lại ba ngàn lạy lại ba năm ông liền khai ngộ ông có thể làm thơ làm kể giảng kinh thuyết pháp ông chưa hề học qua tại sao ông làm được như vậy trí tuệ mở rồi giống như đại sư huệ đang dạy do gì ông không phải học hành nhòi nhét ông cũng không phải do người khác dạy vào lúc này học cái gì cũng nhanh chóng chướng ngại không còn nữa chúng ta hiện nay học cái gì cũng khó khăn như vậy do trùng trùng chướng ngại trí tuệ không mở tâm không thanh tịnh là đạo lý như vậy ông con người thành thật này tâm thanh tịnh khó khăn của ông chúng ta hiện nay hiểu rõ ông không có phiền não của người bình thường ông chỉ có vô minh che đậy chính mình cho nên lão hòa thượng dạy ông cái phương pháp này hay, chú một lòng một dạ đi lạy Phật mỗi ngày lạy ba ngàn lạy, ý niệm gì cũng không còn, lạy Phật là tu định, tu tâm thanh tịnh, tu tâm chân thành, một khi khai ngộ thì pháp thế suốt thế gian tất cả thông đạt cho nên huệ mới có thể xả không có huệ thì không chịu xả trí tuệ càng lớn thì bạn xả càng nhiều người không chịu xả chắc chắn không có trí tuệ phía dưới nói tính giải kiên cố cụ đại uy lực Tính và giải Đều là đối với Phật Pháp Những điều mà Thích Ca Ni Phật nói Những điều bà Chư Đại Bồ Tát nói Họ có lòng tin kiên cố Họ lý giải minh bạch đại uy lực chính là trên quả địa như lai mười tám pháp bất cộng tứ vô sợ úy tuy họ không phải ở trên quả địa phật cái cảnh giới này họ là bồ tát bồ tát cũng có mười tám pháp bất cộng và tứ vô sợ úy nhưng chưa được viên mãn như trên quả địa như lai là giống như ánh mặt trăng vậy ánh sáng của như lai là trăng tròn ánh sáng của bồ tát là trăng mồng hai mồng ba đến mười bốn là ánh sáng chân thật cái đó không phải là giả là trí tuệ bát nhã tự tánh hiện tiền là đại uy lực chân thật có thể tự độ Tự mình thoát khỏi lục đạo Thoát khỏi mười pháp giới Có thể độ ta Có năng lực giáo hóa tất cả chúng sanh Vào thời xưa Đại sư Huệ Năng Đã làm nên tấm gương cho chúng ta thấy Pháp sư trì luật Là người đầu năm dân quốc cuối triều nhà thanh cách chúng ta hiện nay vẫn chưa đầy một thế kỷ cũng đã làm nên tấm gương tốt cho chúng ta thấy chúng ta có thể tin hay không điều này ở trong phật pháp gọi là chứng chuyển họ đến để chứng minh cho chúng ta thấy Chúng ta ngày nay Điều quan trọng nhất là Phải xả được Xả thập ác nghiệp Buông xả Sát đạo dâm vọng Lưỡng thiệt ác khẩu Ý ngữ tham sân si mạng Thấy đều phải buông xả đây là xã Bạn xã thập ác Liền được thập thiện Thập thiện dùng vào trong Bồ Tát Đạo Thì bạn là Bồ Tát đích thực rồi Bạn không phải là giả Những điều mà bạn tu học Đều là đức hạnh viên mãn vững chắc đây là chỗ mà chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực tu học. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vọng tay cư sĩ, vọng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật